Rồi, chào các bạn, mình là Tiến ở cái kênh Mít Tiến Channel. Bây giờ mình đang đứng ở cái khu Gây Lan, trên cái con đường Gây Lan này ở Singapore. Thì cái khu vực này là có rất là nhiều người Việt Nam ở ngay chỗ này đó. Cái lý do mình tới đây là tại vì mình muốn thử cái món cháo ếch Gây Lan mà cái tiệm này đây. Ok, ở Việt Nam mình thì cái món cháo ếch này nó rất là thịnh hành, và mình ăn ở Việt Nam thì mình đã thấy nó ngon rồi, nhưng mà mình không biết là ở đây nó sẽ ngon như thế nào ngay cái điểm gốc của nó, cho nên là mình sẽ tới cái quán này để mình thử và mình review cho cả nhà nha. Rồi, mình nói là hết. Ở đây nó có ếch và có cây và không cây. Cây và không cây. Cho xem thứ riêng, và đem sẽ tính cho con. Nhà mình hai người ăn 3 đến 4. Nếu như từ 3 đến 4 thì sẽ là 2 đến 4 rưỡi. Ok. Mình 4 con luôn ha, được ha. 4 con rồi cây không? Cây vừa được không? Vừa, mình để vừa được ha. Cây mà cây vừa 4 con. Cây ít này, cây vừa là cây nhiều ba loại. Cây vừa thì chắc không cay lắm đâu đúng không? Cây vừa có nghĩa là nếu như ai ăn được cây thì mình sẽ cảm thấy ngon. Còn nếu như ai không ăn được cây mình sẽ cay ít. Em sao cây vừa hả? Cây vừa đi. Rồi cây vừa đi ha. Rồi 4 con. Rồi phần 2 người. 2 người ăn cháo hả? Rồi 2 người ăn cháo. Cái món gì không ạ? Có cá với nướng này, mực xào, tôm nướng. Anh nghĩ là ăn cháo thôi. Rồi xong mình thử những món khác nữa. Nếu mà mình muốn thêm ớt thì mình có thể kêu thêm đúng không? Rồi. Kêu thêm được. Rồi vậy trước mắt cho 4 con thôi ha. Nước uống nước gì ạ? Nước gì ở đây? Nước dừa, nước mía, coca, vẩy út, trà xanh, gạo nấu, nước tóc. Ok. Khách xã thì sao? Ba cúc. Cái này nước gừng. Cái nước tắc là cái nước Aichiri này. Cái nước này gọi là nước. Nước này không có. Mỗi cái này không có, còn lại có hết. Còn okay. Cái này là nước mía, mía củ năng. Có nước mía nữa hả? Đó, yeah. Mía củ năng nó kiểu như mía rau đó. Mía củ năng. Ok, thôi cho mình ice jelly with honey lime. Ok, Aichiri 2 đô. Cái nước mía này sẽ là 2 đô. Còn nước Aichiri này là 3 đô. Một miếng của Aichiri ạ. Rồi, cho mình. Rồi, cả nhà, mình mới order xong rồi thì mình order là 4 con ếch. Nếu mà 3 đến 4 con ếch thì sẽ được giảm 2 đô đúng không? Cho nên là nếu mà 2 người thì ăn khoảng 3 4 con ếch thì mình order luôn 4 con ếch. Và mình order một cái nước, đó là nước mía nè, với lại nước chanh mà có mật ong kia. Thì nó có những cái độ cay như là không cay, không cay hay là cay vừa, cay nhiều. Thì người nào mà biết ăn cay thì cay vừa là sẽ ngon, còn cay nhiều chắc là rất là cay, cho nên là mình không nghĩ mình biết ăn cay nhiều, nhưng mà mình cũng ăn cay được đôi chút, bởi vậy mình để là cay vừa. Thì để cái món ăn nó ra rồi mình xem như thế nào nha cả nhà. Rồi cả nhà, bây giờ là cái món cháo ếch nó đã ra rồi, mình sẽ thử và mình review cho cả nhà nha. Thì món cháo ếch nó gồm hai phần, một phần là cái tô cháo ở đây. Okay. Thì trong tô cháo mình thấy là nó có hành nè và cháo thôi.
cũng không có gì cần phải review nhiều, nhưng mà mình sẽ tập trung vô cái phần ớt ở đây. Ớt đây thì mình nhìn sơ ra thì cũng giống như là cái cháo ớt ở Việt Nam của mình, cũng là cái nước sauce màu đen, và thịt ớt cũng được cắt ra thành từng phần nhỏ như thế này. Ok, mình cũng thấy ớt nữa, khi mà nhìn thấy ớt là bắt đầu là chảy nước miếng rồi. Ok, phản xạ tự nhiên thôi. Rồi bây giờ đây là 4 con ớt. Mình sẽ múc một phần cháo trước nha. Ok, okay, đây là phần cháo. Rồi giờ mình sẽ thử một cái phần ớt nữa. Ớt này để mình lấy cái đùi cho nó dễ ăn, cho nó xương ha. Đó, ok. Rồi bây giờ mình sẽ thử trước một cái miếng nước sốt coi nó như thế nào. Cái mùi thì nó cũng thơm, nhưng mà nó có vẻ là cay á. Mình nghe cái mùi ớt ở trong đây nè. Rất là ngọt và ngon cả nhà. Ngon hơn là ở Việt Nam mình ăn nè. Okay. Và không có cay lắm, nó hơi the the thôi chứ nó không có cay. Và nó không có, nó the, nó cay chút, nhưng mà nó không có ở trong cái người của mình lâu. Nó sẽ hết, cho nên là rất là dễ chịu. Bây giờ mình ăn với lại miếng cháo nha cả nhà. Khi có cháo vô á thì nó làm cho cái vị nó lạc đi. Mình á thì mình hay ăn mặn cho nên là mình thích ăn cái súp không, nhưng mà có cháo thì nó bị lạc hơn chút. Ok, bây giờ mình thử miếng ớt nha. Ớt ở đây á nó không có dai như là ở Việt Nam mình, nó rất là mềm. Đó, cả nhà thấy không? Nó rất là mềm. Cực kỳ mềm luôn. Đó, ok. Nè, cả nhà thấy không? Nó rất là mềm. Rồi, ok, mình thử nha. Nó mềm và nó rất là ngọt. Tuyệt vời lắm cả nhà. Alright, thôi bây giờ là mình sẽ ăn hết cái phần cháo này. Như vậy là mình đã ăn xong cái món cháo ớt ngay đúng gốc của nó ở Singapore rồi. Rất là ngon nha, nếu có dịp thì các bạn nhớ đến đây dùng thử. Video này đã hết rồi. Nếu các bạn thích thì hãy like, share, comment, và đặc biệt là đừng quên đăng ký kênh Mít Tiếng của mình. Bye các bạn, hẹn các bạn ở những video sau.